đây chiếc xà lan đi biển các bạn, quá trời lớn, mấn nước 3 mét luôn kìa. Này phía trong đi ra lần đầu tiên mà hiếm có mấy cái tình trạng mà ở trong người đi ra luôn các bạn. Ôi, hello anh. Đó. Thì anh đi cái hướng này là hướng nước ngược các bạn. Hiện tại mực nước ở đây rất là lớn nha, bởi vì chiếc xà lan nó cao hơn cái nóc nhà đó nữa, khủng khiếp. Giờ hơi ngược nắng các bạn, quay nó hơi đen đen tí xíu ha. Quá trời lớn. Này chạy từ 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 ra luôn. Chạy bô rồi nè, cao hơn cái nhà nè. Vỏ trong đầm ra kìa. Chiếc xà lan hai cabin chở đá thì xuống các bạn. Về né. Kia rất là mạnh nha. Và anh Will siết lấy cái lái lại nè. Này xà lan biển luôn, chạy cái hướng nước nước ngược lên hết ga không. Rồi chuyện này có cái bô nó lạ quá ha, trên đổ thêm chiếc nữa kìa.
Cảnh sát thì quýu gì? Quýu lẹo ở chỗ này các bạn ơi. Luôn. Lên sóng luôn rồi kìa. Trời ơi. Trời ơi. Quá dữ rồi anh ơi. Một tay lên mày đông cũng mang. Quá vậy kinh nghiệm luôn. Kìa chiếc vỏ bị nước nó hút bê luôn kìa. Ngồi trên cái miếng mút các bạn để mà bơi qua ha. Cái kia thì chiếc xà lan ấy, xà lan nổi đi, xà lan thẩm đi xuống rồi, xà lan nổi nép vô né luôn các bạn. Lại có mấy cô mấy chị chào đò. Ở đây chiếc này khoảng 600-700 các bạn. Đang đổ về cái cua nè ha. Thấy phía trước khá là trống rồi. Chuyện này chạy thẳm luôn có chóc mũi lên ha. Quang Giang các bạn. Xà lan đang đổ lên nè.
cái chiếc đò các bạn. Trên cái vùng cát chạy kìa. Đây chiếc kia bầu đặt máy ngoài các bạn. Các bạn lại ghé đuôi tôm gì đó ha. Đây có chiếc ghe cào đang chạy lên này các bạn. Coi cạo hai chừng phía trước nha. Với xà lan nổi chuẩn bị ôm cua này các bạn. Chiếc này khoảng 6-700 tấn gì đó ha. Phía trước chấm nó bắt đầu nạp ga lên liền. Có cô đứng trước tiếp tại công mà qua cái cua như thế này đây. Chiếc này An Giang các bạn.
đây giờ chiếc xe bạn hai cabin nâng lên nè các bạn. Lục bệnh trên càng ngày đổ xuống càng nhiều nha. Trời. Rồi giờ lại chạy phía sau này, xịt khói luôn. Để chiếc xe đang nổi các bạn. Nhà cái cua này mấy anh bóp còi rất là dữ nha. Nghe phía trên mà em gu không có hồi đáp gì, ở đâu là trống rồi đó các bạn. Đạp ga liền. Chiếc này chở xi măng nè. Bóp cái này giật mình đó. Đây chỉ vỏ lãi đi các bạn. Gắn cái máy gì mà chạy cắt cái mũi lên ghê vậy.